Kinh số 23 Đại Lâu Tháng Kinh Quyển 2 Phẩm 4 Nê Lê 1 Phật bảo, tỳ kheo, có núi Thiết Vi lớn, lại có núi Thiết Vi lớn thứ hai, khoảng giữa đó mờ mờ mịt mịt. Ánh sáng của Đại Tôn Thần Mặt Trời, Mặt Trăng không thể chiếu đến. Trong đó có 8 địa ngục lớn, mỗi địa ngục có 16 bộ. Địa ngục lớn thứ nhất tên là Tưởng, địa ngục lớn thứ hai tên là Hắc Nhĩ. Địa ngục lớn thứ ba tên là Tăng Càn, địa ngục lớn thứ tư tên là Lô Cách, địa ngục lớn thứ năm tên là Khiếu Quán, địa ngục lớn thứ sáu tên là Thiêu Chích, địa ngục lớn thứ bảy tên là Phủ Chữ, địa ngục lớn thứ tám tên là A Tỵ Ma Ha. Phật dạy, vì sao gọi là tưởng? Địa ngục lớn là tưởng, nếu có người đọa vào trong đó, 8 ngón tay mọc móng như dao bén, dùng để cào chích nhau, thịt của họ theo tay mà rơi xuống. Tưởng nghĩ muốn giết hại nhau vì sự thô tương ấy nên gọi là địa ngục tưởng. Lại có các nhân duyên khác, địa ngục lớn gọi là tưởng đó. Nếu có người đọa vào chúng ấy, trong tay tự nhiên có dao kiếm, dùng để đâm chém nhau, với ý tưởng muốn giết hại người khác, vì sự thô tưởng ấy nên gọi là tưởng. Lại có các nhân duyên khác, có người đọa vào trong đó, tay tự nhiên thành dao nhỏ, dùng để đâm chém, lột da người khác, luôn nghĩ tưởng muốn giết hại kẻ khác, vì sự thô tưởng ấy nên gọi là tưởng. Lại có các nhân duyên khác, có người đọa vào trong địa ngục lớn gọi là tưởng ấy, dùng tay cào, lột da từ chân đến đỉnh đầu kẻ khác, nghĩ tưởng muốn giết hại người khác. Gió mát thổi đến thì vết thương trên thân lành lại. Họ truyền nói với nhau là sẽ trở lại sống lâu. Trong đó lại có kẻ nói với nhau, bọn ta nay vừa mới sinh, vì thế nên gọi là địa ngục tưởng. Lại có các nhân duyên khác, vì người trong địa ngục sống rất lâu nên mới từ trong địa ngục tưởng chạy ra, mong tìm được giải thoát. Lại có địa ngục tên là Hắc Giới, cao rộng 2 vạn dặm, tất cả người vào trong ấy, lửa từ thân phát ra, đốt quanh thân 3 vòng, rồi nhập lại thân, đau đớn không thể chịu nổi. Vì tội ác chưa giải trừ, cho nên chưa chết được. Lại nữa, tường phía đông của địa ngục Hắc Giới, lửa cháy 3 vòng thiêu người, rồi lửa cháy đến vách phía tây, từ vách phía tây lửa cháy đến vách phía đông, lửa từ vách phía nam cháy đến vách phía bắc, lửa từ vách phía bắc cháy đến vách phía nam, lửa từ trên cháy xuống đến đất, lửa từ dưới cháy lên trên, cháy lên mãi. Người trong đó bị thiêu đốt, đau đớn không thể chịu nổi, vì tội ác chưa hết nên chẳng chết. Ở trong ấy rất lâu, mới từ nơi địa ngục Hắc Giới chạy ra tìm giải thoát. Có địa ngục tên là Phất Thỉ, cao rộng 2 vạn dặm. Khi tội nhân vào trong cõi ấy, thì lửa tự nhiên đốt phủ đến tận cổ, nước sôi sùng sục. Ngục tốt dùng tay giật mạnh tội nhân xuống, tội nhân muốn ra cũng không thể được. Thân thể tay chân tai mũi đầu mắt đều bị thiêu đốt, đau đớn không chịu nổi. Vì tội ác chưa hết nên không chết. Có loài trùng tên là thiết khẩu, mổ vào đầu người, mổ khoét xuyên qua thịt người, phá xương hút tủy người. Người trong địa ngục dùng tay bốc phẫn ngăn, môi lưỡi đều bị bỏng, yết hầu,
trong bụng, ruột, bao tử đều bị chín. Thức ăn liền tuột ra ngoài, đau đớn không sao chịu nổi. Vì tội ác chưa hết nên chưa chết, phải ở trong đó rất lâu. Về sau từ trong địa ngục phất thỉ thoát ra, chạy tìm giải thoát. Có địa ngục tên là 500 đinh, cao rộng 2 vạn dặm. Tất cả tội nhân vào trong đó, ngục tốt nắm chân tay người, đè nằm xuống đất có đinh, dùng đinh nóng đóng bàn tay bên phải, dùng đinh sắt đóng bàn tay bên trái, dùng đinh sắt đóng chân bên phải, lại dùng đinh sắt đóng chân bên trái, lại dùng đinh sắt đóng vào tim, lại dùng đinh sắt đóng khắp thân thể, xuống thấu dưới đất, dùng hết 500 cây đinh đóng vào thân. Sau đó, tội nhân cử động, muốn đứng dậy, đau đớn, không thể chịu nổi. Ngục tốt hỏi, muốn cầu điều gì? Đáp, tôi chỉ khổ vì đói khát. Ngục tốt dùng kềm cậy miệng ra, dùng sắt nóng chảy rót vào trong miệng tội nhân. Môi, lưỡi, cổ, họng đều cháy tiêu. Trong bụng, ruột, bao tử đều chín nhừ. Thức ăn tuột ra ngoài, đau đớn không sao kể xiết nổi. Vì tội ác chưa hết nên chẳng chết. Vì tội nhân trong địa ngục chịu đựng như thế quá lâu, nên sau khi mới từ địa ngục 500 đinh ra, liền chạy tìm giải thoát. Có địa ngục tên là Sa Thiếp, cao rộng 2 vạn dặm. Tất cả tội nhân vào trong đó, ngục tốt đều hỏi, muốn cầu điều gì? Đáp, chỉ khổ vì đói khát. Ngục tốt liền chụp từng người đè xuống đất, lấy kềm cậy miệng họ ra, dùng nước đồng sôi rót vào miệng từng người, môi lưỡi đều cháy. Trong bụng, ngũ tạng, ruột, bao tử đều cháy nhừ, bị thiêu đốt, đau đớn không thể chịu nổi. Vì tội ác chưa hết nên chẳng chết, ở trong địa ngục quá lâu, sau đó mới thoát ra, liền chạy tìm giải thoát. Có địa ngục tên là Ẩm. Tất cả tội nhân vào trong đó, ngục tốt đều hỏi, muốn cầu điều gì? Đáp, tôi chỉ khổ vì đói khát. Ngục tốt liền chụp từng người đè xuống đất nóng, dùng kềm cậy miệng họ ra, lấy viên sắt nóng bỏ vào miệng tội nhân. Môi, lưỡi, cổ họng đều bị cháy. Ngũ tạng, ruột, bao tử cháy hết. Thức ăn liền tuột ra ngoài, đau đớn không sao chịu nổi. Vì tội ác chưa giải trừ nên chẳng chết, ở trong đó quá lâu, nên vừa thoát khỏi địa ngục Ẩm, liền chạy tìm giải thoát. Có địa ngục tên là Nhất Đồng Phủ, cao rộng 2 vạn dặm. Tất cả tội nhân vào trong đó, ngục tốt lần lượt xách cả tay chân thân thể tội nhân bỏ vào chỗ nấu. Dưới đáy cũng nóng, ở trên cũng nóng. Nước sôi sùng sục, trào giọt, phủ lên, làm chín những chỗ tay chân còn lại. Giống như nấu đậu, dưới cũng nóng, trên cũng nóng. Chỗ bị phủ cũng nóng, chỗ còn lại cũng nóng. Tội nhân trong địa ngục cũng thế. Ở trong 2 vạn dặm của địa ngục Đồng Phủ, trên dưới đều chín, đầu mặt tay chân đều chín nhừ. Ngục tốt dùng mâu đâm vào thân họ, đau đớn không thể chịu nổi. Vì tội ác chưa giải trừ nên chẳng chết. Vì tội nhân trong địa ngục chịu đựng như thế quá lâu, nên sau đó mới từ địa ngục Nhất Đồng Phủ thoát ra, liền chạy tìm giải thoát. Có địa ngục tên là Đa Đồng Phủ, cao rộng 2 vạn dặm. Tất cả tội nhân vào trong đó, ngục tốt lần lượt xách cả thân thể, tay chân tội nhân bỏ vào chõ. Nước sôi dâng trào lên, lần lượt từ đáy giọt lên trên. Đầu, mắt, tay, chân đều bị chín nhừ. Ngục tốt liền lấy mâu đâm tội nhân, bỏ tội nhân vào trong chõ khác, rồi cũng bị nấu nhừ như vậy.
đau đớn không thể chịu nổi. Vì tội ác chưa giải trừ nên chẳng chết, ở trong đó rất lâu, sau đó mới từ địa ngục Đa Đồng Phủ thoát ra, liền chạy tìm giải thoát. Có địa ngục tên là Thiết Ma, cao rộng 2 vạn dặm. Tất cả tội nhân vào trong đó, ngục tốt liền lần lượt xách từng tội nhân đặt nằm trên bàn mài bằng sắt, dùng nắp đậy lên, rồi chà xác, làm cho thịt nát máu tuôn, xương dưới còn dính lại trên bàn mài, lửa trong bàn phát đốt cháy đau đớn chẳng thể chịu nổi. Tội ác chưa giải trừ nên chẳng chết, vì tội nhân trong địa ngục chịu đựng như thế quá lâu. Nên sau đó, vừa từ địa ngục Thiết Ma thoát ra, liền tìm cầu giải thoát. Có địa ngục tên là Nùng Quyết, cao, rộng, 2 vạn dặm. Tội nhân vào trong địa ngục đó, tự nhiên có máu mủ nóng như lửa tuôn ra. Tội nhân lấy tay chân cào đạp muốn thoát, đầu, mặt, tai, mũi, thân thể, tay chân đều bị cháy. Trong bụng, ruột, bao tử, ngũ tạng đều bị cháy, thức ăn liền tuột ra ngoài. Đau đớn không thể chịu nổi, vì tội ác chưa giải trừ nên chẳng chết, ở trong đó rất lâu, sau đấy mới từ trong địa ngục Nùng Quyết thoát ra, liền chạy tìm giải thoát. Có địa ngục tên là Cao Tuấn, cao, rộng 2 vạn dặm. Tất cả tội nhân vào trong đó, lửa của địa ngục phun ra, ngục tốt liền xô tội nhân vào. Đầu, mặt, tai, mũi, thân thể, tay chân đều bị cháy rụi, đau đớn chẳng thể nào chịu nổi, vì tội ác chưa giải trừ nên chẳng chết, ở trong đó quá lâu. Nên sau đó, vừa từ địa ngục Cao Tuấn thoát ra, liền chạy tìm giải thoát. Có địa ngục tên là Chước Bản, cao rộng 2 vạn dặm. Tất cả tội nhân vào trong đó, ngục tốt lần lượt bắt tội nhân đè xuống nền sắt nóng, dùng cây sắt quấn cột thân họ lại, hai tay cầm búa bổ vào thân và đầu, mặt, tay, chân, mũi, tai của họ. Đau đớn không thể chịu nổi, vì tội ác chưa giải trừ nên chưa chết, ở trong đó rất lâu, sau đấy mới từ trong địa ngục Chước Bản thoát ra, liền chạy cầu giải thoát. Có địa ngục tên là Học, cao rộng 2 vạn dặm. Tất cả tội nhân vào trong đó, ngục tốt liền lấy lửa than đổ vào tội nhân, rồi đẩy tội nhân vào thùng, lấy tay đè xuống, đầu, mặt, thân thể, tay chân, mũi, tai đều cháy nhừ. Ngục tốt lại xô tội nhân lên trên lửa, đốt tới đốt lui, đau đớn không thể chịu nổi, vì tội ác chưa giải trừ nên không chết, ở trong đó rất lâu, sau đấy mới từ trong địa ngục Học thoát ra, liền chạy tìm giải thoát. Có địa ngục tên là Kiếm Thọ Diệp, cao rộng 2 vạn dặm. Tất cả tội nhân vào trong đó, gió nổi thổi lá cây kiếm sắt rơi xuống chặt đứt tay, chân, đầu, mặt, tai, mũi, thân thể tội nhân, đau đớn không thể nào chịu nổi, vì tội ác chưa giải trừ nên chẳng chết, ở trong đó rất lâu, sau đấy mới từ trong địa ngục Kiếm Thọ Diệp thoát ra, liền chạy tìm giải thoát. Có địa ngục tên là Não Lâu Hà, cao rộng 2 vạn dặm. Hai bên bờ ngục có loại cỏ dao cắt đầu. Tội nhân vào trong đó bị dao đâm ngược, chặt đứt tay chân, đầu, mặt, tai, mũi, thân thể tội nhân đau đớn không thể nào chịu nổi. Bây giờ tội nhân đều rơi xuống sông Nạo Lao, nước sôi giọt lên, dưới đấy có cỏ dao 8 thức đâm vào thân tội nhân, máu phục ra, chỉ còn có xương, liền bị nước sôi trào lên trên tội nhân, đau đớn không thể chịu nổi. Gió thổi đến bờ cỏ, dao xoay ngược vào trong, chặt đầu, mặt, tai, mắt,
mũi, thân thể, tay chân của tội nhân, đau đớn không thể kể xiết. Vì tội ác chưa giải trừ nên chưa chết, ngục tốt liền hỏi tội nhân: muốn cầu việc gì? Đáp: tôi chỉ khổ vì đói khát. Ngục tốt lần lượt đè từng tội nhân xuống nền đất nóng, lấy nước đồng sôi rót vào miệng tội nhân. Môi, lưỡi, cổ họng đều bị cháy. Thân thể, ngũ tạng, ruột, bao tử đều bị cháy. Thức ăn tuột ra ngoài, đau đớn không sao chịu nổi. Vì tội ác chưa giải trừ nên chưa chết. Hai bên bờ sông có cây sắt, ngục tốt xách tội nhân giơ lên đặt xuống dưới gốc cây. Cây sinh ra các mũi nhọn đâm xuống, đâm vào thân thể tội nhân, máu chảy tịt rơi, chỉ còn có xương. Gió nổi lên thổi vào thân thể tội nhân, bình phục như cũ. Có loài chim tên là thiết ô trác, mổ vào đầu tội nhân, hút não. Đậu trên đầu tội nhân, mổ lấy cặp mắt. Tội nhân muốn xuống thì mũi nhọn đâm ngược lên. Tội nhân muốn lên thì mũi nhọn đâm ngược xuống. Bấy giờ tội nhân chạy đi muốn tìm giải thoát, nhưng lại bị rơi vào trong bờ của ngục não lao. Nước sôi trào giọt lên, khiến rớt xuống đáy, bị cỏ nhọn đâm chích như cũ. Trên bờ nổi gió thổi cỏ đau bên bờ chặt ngược, gây thương tích ở đầu, mặt, tai, mũi, thân thể, tay chân của tội nhân. Đau đớn không thể nào chịu nổi. Vì tội ác chưa giải trừ nên không chết. Ngục tốt hỏi: muốn cầu việc gì? Đáp: tôi chỉ khổ vì đói khát. Ngục tốt liền lấy nước đồng sôi rót vào miệng tội nhân. Môi, lưỡi, cổ họng, ruột, bao tử đều cháy nhừ. Thức ăn tuột ra ngoài. Ngục tốt ở bên bờ lại leo lên cây bên bờ, thả dao ở trên xuống, đâm ngược tội nhân. Có loài chim tên là na ni trác, mổ đầu, hút não tội nhân, đậu lên đầu tội nhân rồi mổ mắt. Tội nhân muốn lên hay xuống đều bị đâm ngược vào thân, đau đớn không thể nào chịu nổi. Vì tội ác chưa giải trừ nên không chết, lại bị rơi vào lại trong địa ngục. Não lao hà, đau đớn như cũ. Gió lại thổi đến bên bờ, dao cỏ đâm ngược tội nhân như trước. Ngục tốt lại hỏi tội nhân: muốn cầu việc gì? Đáp: chỉ khổ vì đói khát. Ngục tốt lấy nước đồng sôi rót vào miệng tội nhân, bị thiêu đốt như cũ, đau đớn không thể nào chịu nổi. Ở trong đó quá lâu, sau đấy vừa từ trong địa ngục não lao hà thoát ra, liền chạy đi muốn tìm giải thoát. Có địa ngục tên là Lan Giả Can, cao rộng 2 vạn dặm. Tất cả tội nhân vào trong đó, chó sói tự nhiên đứng trước mặt, trong thân phát lửa đỏ, ngoạm thịt trong thân tội nhân vào miệng rồi ăn, đau đớn không thể chịu nổi. Chim bay đến mổ nuốt thịt tội nhân, đau đớn không sao kể xiết. Vì tội ác chưa hết nên không chết, ở trong ấy quá lâu, sau đấy mới từ trong địa ngục Lan Giả Can thoát ra, liền chạy đi muốn tìm giải thoát. Có địa ngục tên là Hàng Băng, cao rộng 2 vạn dặm. Tất cả tội nhân vào trong đó, gió bốn phía chung quanh nổi lên lạnh buốt, thổi xuyên qua da thịt gân xương vào đến tủy của tội nhân. Vì phải chịu đựng như vậy cho nên chết ở trong đó. Phật dạy: vì sao gọi là địa ngục khắc nhĩ? Nếu có tội nhân nào đọa vào trong địa ngục khắc nhĩ, gió đen thổi cát nóng phủ lên trên thân, liền ngã xuống đất, da thịt gân xương tủy đều bị cháy, đau đớn không thể nào chịu nổi. Vì tội ác chưa hết nên không chết, vì phải chịu đựng như vậy nên gọi là hắc nhĩ. Lại nữa,
có nhân duyên khác. Địa ngục lớn hắc nhĩ có tội nhân đọa vào trong đó, bị sắc đen nóng trói buộc thân, gió liền thổi cho xiết mạnh vào, cắt đứt da thịt thân thể họ, pháp vỡ xương tủy giọt ra, đau đớn không thể nào chịu nổi. Vì tội ác chưa hết nên không chết, vì phải chịu đựng như vậy nên gọi là hắc nhĩ. Lại nữa, có nhân duyên khác, kẻ bị đọa vào địa ngục lớn hắc nhĩ, ngục tốt dùng dây sắt nóng màu đen cột vào thân tội nhân, làm cháy da, thịt, xương, tủy, đau đớn không sao chịu nổi. Vì tội ác chưa hết nên không chết, vì hình phạt như vậy nên gọi là hắc nhĩ. Lại nữa, có kẻ đọa vào ngục đại hắc nhĩ, ngục tốt dùng dây sắt cột hai bên tội nhân, lấy cưa cưa đứt, lấy búa bữa ra, đau đớn không sao chịu đựng nổi. Vì tội ác chưa hết nên không chết, vì hình phạt như vậy nên gọi là hắc nhĩ. Lại nữa, tội nhân ở trong đó quá lâu, bị thiêu đốt đau đớn, nên mới vừa từ địa ngục hắc nhĩ thoát ra, liền chạy đi muốn tìm giải thoát. Có địa ngục tên là hắc quả, cao rộng hai vạn dặm, tội nhân vào hết trong đó, lửa đen từ thân phát ra, đốt quanh thân ba vòng, rồi vào lại trong thân, đau đớn không thể chịu đựng nổi. Vì tội ác chưa hết nên không chết, ở trong địa ngục này quá lâu, nên mới từ trong địa ngục khắc quả thoát ra, tuần tự nhập vào 16 địa ngục như trước.